Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị đã quay lại với phần 3 của chương trình Chào Buổi Sáng và trở lại phần 3 với một tin tức về sức khỏe đời sống. Thưa quý vị, có nhiều cách để giảm mỡ, nhưng có một cách mà rất là an toàn mà đỡ tốn kém, đó là việc giảm mỡ thừa bằng gia vị. Một số loại gia vị, thưa quý vị, không chỉ có tác dụng giúp món ăn ngon hơn, tròn vị hơn, mà còn giúp giảm số cân thừa hiệu quả. Đối tượng đầu tiên phải kể đến đó là giấm táo. Một nghiên cứu tại Đại học Sydney đã đăng trên trang Prevention cho biết dùng giấm táo trong bữa ăn hàng ngày có thể giảm được 30% lượng đường huyết. Và giấm táo còn tạo cảm giác no lâu do lượng thức ăn được dự trữ lâu hơn trong dạ dày. Đối tượng thứ hai là nước tương. Gia vị này mang lại hương vị umami thơm ngon tương tự thịt bò, nấm và phô mai. Và thú vị hơn nữa là nước tương cũng được cho là có thể giúp kềm hãm cái cơn thèm ngọt. Một nghiên cứu năm 2014 tại Mỹ đã phát hiện những người ăn súp có thêm vị umami thì sau đó ăn ít đồ vặt hơn. Và thứ ba là tương ớt. Các nhà khoa học Hà Lan phát hiện những người có bổ sung một chút ớt hoặc chế phẩm từ ớt trong bữa ăn thì có xu hướng ăn ít hơn vào buổi tối và cảm thấy hài lòng với bữa ăn hơn những người còn lại. Kế đến là không thể không nhắc đến gừng cũng như là nghệ. Đây là những gia vị ma thuật giúp cho chúng ta ăn ít hơn. Các nhà nghiên cứu ở Đại học Columbia cung cấp cho tình nguyện viên tham gia nghiên cứu bữa sáng với nước nóng hoặc nước nóng thêm bột gừng, bột nghệ. Thì những cái nhóm mà uống nước gừng hay là nghệ cảm thấy lâu đói hơn nhóm còn lại. Không chỉ vậy, họ còn ăn ít hơn vào bữa sau đó trong ngày. Và cái đối tượng cuối cùng, gia vị cuối cùng là mù tạt. Một nghiên cứu của Đại học Oxford cho thấy là chỉ cần dùng một muỗng nhỏ mù tạt thôi mỗi ngày thì tốc độ trao đổi chất và đốt mỡ của cơ thể sẽ tăng lên đến 20%, thậm chí là 25% trong nhiều giờ sau khi ăn. Những gia vị kể trên là những gia vị vừa giúp cho chúng ta cảm thấy là cái thức ăn được tròn vị, được thơm ngon hơn. Nhưng hôm nay thì chúng ta cũng biết là nó có một cái tác dụng không ngờ đến, đó là giúp giảm cân. Vì vậy quý vị cũng cân nhắc là sử dụng thêm những gia vị này trong bữa ăn hàng ngày. Ngoài những gia vị kể trên thì có thể sẽ còn thêm quế hay là những cái chất gia vị khác mà những ai đã từng yêu thích thì có thể sẽ bổ sung thêm để cho bên cạnh cái việc vận động thì quý vị có thể có một cái biện pháp hữu hiệu để giảm cân. Thưa quý vị, cũng liên quan tới đời sống của người dân tại Hoa Kỳ thì một nghiên cứu mới nhất đã cho thấy người Mỹ nghỉ hưu ngày càng tiết kiệm hơn trong việc tiêu dùng. Đây là nghiên cứu của United Income cho thấy là người Mỹ đã mất đi ngày càng để lại nhiều tiền hơn do họ giảm mạnh chi tiêu. Nghỉ hưu thì vốn vẫn thường được coi là thời điểm mọi người sống để hưởng thụ và tiêu tiền. Tuy nhiên, hàng triệu người Mỹ về hưu hiện không sống như vậy. Họ không chi tiêu mạnh tay như vậy, như là cái thế hệ trẻ dù nhiều người giàu có hơn nhờ cổ phiếu và bất động sản. Cái nghiên cứu mới đây của Đại học Michigan cho thấy nhiều người Mỹ rất tiết kiệm sau khi họ nghỉ hưu. Và nghiên cứu dựa trên dữ liệu của công ty tài chính United Income đã chỉ ra những người ở độ tuổi 60 cắt giảm chi tiêu 2.5% mỗi năm, tương đương khoảng 20% trong 10 năm. Chủ tịch của United Income nhận định hàng triệu người Mỹ thật ra đang sống rất hà tiện. Những người 80 tuổi thường giàu hơn so với lúc họ 60 hay 70 tuổi. Đồng thời, nghiên cứu cũng cho thấy là người Mỹ khi họ ra đi thì để lại nhiều tiền hơn khi cái công ty này phân tích nhóm những người mất trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2002 và giai đoạn 2010 cho đến 2012. Thì điều này làm gia tăng tình trạng bất bình đẳng tài sản thừa kế. Dù nhóm những người mất trong giai đoạn 2010-2012 đã phải sống qua một cái cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, giá trị bất động sản của họ vẫn ngạc nhiên là cao hơn nhóm kia 130%. Các nghiên cứu khác chỉ ra lý do của tình trạng này, như những người đã về hưu cũng muốn để lại một khoản thừa kế, hay là họ có những cái sự lo lắng về bệnh tật trong tương lai, họ sợ là tiền mặt sẽ hết nhanh. Và theo Cục Dự trữ Liên bang thì năm ngoái, tổng tài sản của người Mỹ và các tổ chức phi lợi nhuận đạt 93.000 tỷ Mỹ kim. Trong đó thì khoảng 25.300 tỷ Mỹ kim là dành cho việc nghỉ hưu.
Nếu số tiền này không bao giờ được tiêu, thì đây có thể sẽ là một vấn đề lớn với nền kinh tế Mỹ. Thưa quý vị, đây là lời cảnh báo dành cho những cư dân đang sống tại vùng Lido Sài Gòn nên đề phòng với tệ nạn cướp giật. Trong những ngày gần đây, nhất là cuối tuần vừa qua, thưa quý vị, nhiều vụ cướp giật và gọi điện thoại mạo danh chính quyền để lừa đảo xảy ra liên tục trong khu vực Lido Sài Gòn, khiến cho cơ quan công lực phải quan tâm và muốn cho cư dân phải cảnh giác đề phòng. Cảnh sát viên Phương Phạm, phát ngôn viên thuộc cảnh sát Sở Cảnh sát Westminster cho biết, gần đây có 5 vụ cướp giật và ăn cắp vặt xảy ra ở Westminster. Ngoài ra cũng có một số trường hợp mạo danh Sở An sinh xã hội để lừa đảo và chúng tôi muốn cộng đồng biết để đề phòng. Và cảnh sát này cũng cảnh giác cư dân là thứ nhất nên cẩn thận, đừng để đồ vật như là bóp, laptop, máy ảnh hay vật có giá trị và dễ thấy trên xe thì kẻ gian có thể đập kiến để lấy. Và thứ hai, khi ra đường không nên mang nữ trang quá đắt tiền hoặc là đồng hồ quá đắt tiền. Những cái bóp có không nên để những cái thông tin cũng như là thẻ ở trong bóp, và phụ nữ cần phải cẩn thận và đề phòng cướp giật khi đi một mình. Nhân tiện, ông cũng đề cập đến một tệ nạn khác về lừa đảo hiện xảy ra trong cộng đồng, là khi nhận các cú điện thoại tự xưng là nhân viên sở xã hội hăm dọa là số an sinh xã hội bị thu hồi, nạn nhân phải mua money order để thanh toán ngay, nếu không cảnh sát liên bang sẽ tới bắt. Thì quý vị nên nhớ là sở xã hội không bao giờ gọi điện thoại để đòi tiền ai bao giờ, nếu có chỉ là để yêu cầu bổ túc giấy tờ chứ không bao giờ đòi tiền. Trong khi đó, tin cướp giật dây chuyền ở Lido Sài Gòn cũng được lan truyền trên mạng truyền thông xã hội. Và rõ ràng là cùng với cái lời cảnh báo từ Bộ Nội an như thông tin phần 2 Hoàng Vy vừa nêu, là cái nguy cơ khủng bố nội địa đang dâng cao, và cùng với thông tin này đang diễn ra tại vùng Lido Sài Gòn thì xem ra là chúng ta cũng cần phải khá là cẩn thận khi đi ra ngoài đường. Vâng, quý vị vừa xem xong phần 3 của chương trình Chào Buổi Sáng, và Hoàng Vy cũng không quên mời quý vị chiều nay từ 5 giờ đến 7 giờ mời quý vị xem chương trình Đấu Giá với Lâm Triệu Vĩ. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một cuối tuần thật sự là bình an, ấm áp và hạnh phúc, và hẹn gặp lại quý vị vào buổi sáng tuần sau. Thân ái chào tạm biệt.